ឡើងជីកក៏មានលុយទិញផ្ទះក៏មានជាពិសេសគឺលុយការប្រពន្ធក៏គ្មានដែរអញ្ចឹងដោយសារតែហេតុផលហ្នឹងបានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែពន្យល់វិធីក្នុងការទុកលុយយើងធ្លាប់អានអត្ថបទគេនិយាយពីការសន្សំលុយរបស់លោកលីកេស៊ីងគាត់ថាឲ្យចែកលុយជា5ផ្នែកក្នុងការសន្សំណាហើយទាំងចំណាយទៅវិញប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំគិតថាហិងស្មុគស្មាញមិនអីបានអញ្ចឹងពួកក្មេងៗភាគច្រើនទាំងខ្ញុំទាំងគេហ្នឹងតើស្មុគស្មាញច្រើនពេក
ក្តីសុបិនខ្លាចជាអ្នកចំនួនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើចំនួននឹងត្រូវចំណាយលុយប្រមាណ 10,000 ឧបមាថា 10,000 ដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថា 5ឆ្នាំក្រោយយើងត្រូវសល់លុយ 10,000 ដុល្លារជាមួយនឹងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើចំនួនអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល 2ឥឡូវទៅ 5ឆ្នាំទៅមុខតែយើងនឹងធ្វើអ្វីអញ្ចឹងបានថាត្រូវសល់លុយឲ្យបាន 10,000 ដើម្បីសល់លុយ 10,000យើងត្រូវចាយថាតើមួយឆ្នាំត្រូវសល់ប
lang lang pon roi lang pi pon roi chấn lang ban pram chram cõi cứ sol mà mờn đã sao ta hết pon nắng lôi prak hai đại ban tập bóng upper mà thập bay roi đờ lá cứ chương tự đọ mà roi hạ sấp đờ lá chuyển lôi phản cả đặt con công tình nghĩa kia mui sen thiết của ban đấy tốt nên này than lôi mà này bạc bỏ ban đấy phù lôi sầm lại cái đây sầm bận bây giờ chọn lại cái đây sầm bận dương sầm lại lôi những đại khai thật đòi chấn lôi thì dương nó sót cứ mà roi hạ sấp đờ lá mà roi hạ sấp đờ lá dương thật trái chỉ pi thiết lôi luôn nó chạm thái nó lôi sầm sầm lôi luôn nó chạm thái nó miền này thằng mấy cứ lôi sầm rạp rùa sầm rạp rùa nó miền này thà lôi sầm nhập nhầm bay bảy p lôi sầm nhập chạy sang một tô lôi sầm nhập băng thay tục chua lôi sầm nhập băng thay tật phơn anh nó cứ chơi lôi luôn nó bị chạm thái lôi anh nó chậm thái mình xây chỉ có phù bảo mà này tạm bớt đó nè anh xây chỉ có phù hề đời xa tình trắng dương thử chậm thái anh nó hơi anh nói với thầy thì máy chẳng lôi để nó xong thì nó cứ chuyển lôi sản xong xua tha ấy cái chuyển lôi sản xong thì là lôi sản xong cứ chuyển lôi tương lai nhá sản rập tinh bầm nó mất bằng thật tinh bầm nó tinh sẽ lấy sản bài với dương chụp này lưu viết tới khi chưa gặp bạn ấy mà quên đây nó nghe anh lôi tinh bầm nó lần tinh bầm nó là việc mạnh ông mà đi iPhone trong bán iPhone một rừng chẳng dương so lôi vì dương chụp này trong tháng dương ảnh xong biết tắt 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 đồng tình iPhone một rừng chẳng bên đây thành xong pin cục pin á tinh pin năng thời ắt bạc vào chờ này phụ việc áp dụng ngắn chậm mạnh mẽ này đầu mạng mà tàu chứ anh nó có thật nó không lôi dần dần này lôi đã lên mà ta lên vùng sao rồi ta lên chợ tê ta lên Singapore ta lên mà lấy chứ còn lôi dần dần này kết mới tới bình nhập trong ta lên tích công chậm này áp dạo chứ phụ khác chậm này áp dạo phụ ở lỡ dương chậm này chậm thay biết lá dương áp dạo áp dạo bị mạnh đi mà cho hàng cà phê cho các châu nó pram là lại kết mà bây giờ cắt thôi cho hàng cà phê chẳng thức chỉ sò pram là lại chẳng hạn dương cắt thôi cho etp tới dương sò rồi ông mẹ tha taxi chân chụp chung một phép taxi mà đông pram được đọc được là chứ khách thôi ăn nó tới lôi ăn nó sao chỉ lên xong mà dưới gì mập tinh là bọc để dừng chọn bà nè chẳng hết nè lấy nhom kịch tha nhom vậy bên nó cứ vô là lấy nhom xong sẵn khai lần với nhá nè cùng ai plek cùng plek ta lôi chạy chị bảy lôi pan cá sấy kia chỉ lôi pan cá cứ sầm rập sầm rập đây sẽ bắn ai chỉ lôi sầm mẹp thôi chụp núi anh chỉ lôi sầm mẹp ca và vốn đang rẻ con của mong dân hỏi con mà mình là đây là bây giờ sầm lạnh thì nên bắn á ọt lôi hiện của bạn đấy vậy chẳng hạn lôi sầm mẹp ca và vốn được còn lôi sầm mẹp tình tẹt thông mấy mối á sầm rập cái đại sầm lạnh cái đây sầm bắn bây giờ anh đang chỉ lôi phản ca anh đang đọ một ngày tọt máu lôi luôn nơi phải chạm thứ hai sầm mẹp luôn bài mà thứ hai bảy p bằng tật lên tẹt sang và tàu ấy nè anh đang cứ lôi luôn phải chạm thứ hai lôi để xóm cứ lôi xóm sầm mẹp chai ví để dưỡng cái tháp bầm pin tam chật à chật chặt lục luôn chặt ấy thì dương chọn nâng chọn đã lên chọn tinh iPhone chọn tinh nilka Apple Watch chọn tinh ấy nâng anh nâng chơi lôi sò chọn khỏi kịp một phút
ហើយដល់ពេលយើងចាយតាមនឹងទៅយើងប្រកាសជានៅសល់លុយហើយអាចសម្រេចក្តីសុបិនបានទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកន្លឹះដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យថ្ងៃហ្នឹងអាចផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់គិតថាមានបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ